Nhân chào cả nhà nha, hiện tại là Nhân đang đứng tại kênh du lịch Sông Trăng. Thì ở đây là cầu Khang Thủy. Bây giờ Nhân quay mấy cái nền khách hàng đang ký gửi bán lại thì cái giá nó khá là tốt, và Nhân quay cho cả nhà nha. Cái đường này là đường trục chính TC3. Và những cái nền Nhân giới thiệu cho cả nhà mình là nó thuộc ở đợt 3 và đợt 5. Thì như cả nhà mình thấy nè, ở đây là lốc E5, lô số 2 và số 3. Số 4 là đang xây nhà, thì số 4 này cũng nhân bán ha, nhân bán cho khách, khách xây nhà lên. Bây giờ ở đây có hai lô liền kề luôn, là ngang 4m dài 12m bằng cái nhà đang xây. Thì bây giờ là ở đây là cái giá là 520 một lô, 520 triệu một lô. Hai lô là ngang 8 dài 12 nha cả nhà. Thì mình muốn mua một lô thì mình mua, còn muốn mua hai lô cũng được. Và hai cái lô này là hướng chánh nam. Rồi Nhân nhắc lại là 412, hai lô là 812, cái giá là 520 một lô, mua một lô vẫn được. Cái lô này thì sổ hồng đã có rồi, mình mua là công chứng liền. Và cái khu này nhà rất là nhiều. Và Nhân chạy vào trong, Nhân quay cho mình một lô nữa. Cả nhà mình để ý nha, là trước mắt mình là lốc nhà H4. Lốc nhà H4 là cũng hướng nam và diện tích là ngang 4m dài 12m. Thì ở đây nó cũng có một căn là người ta đang bán lại. Căn này là căn số căn số 13. Bên đây là 14. Còn Nhân bán là Nhân bán căn số 13 412 một trệt một lầu hướng chánh nam, cái giá là 1 tỷ 150 triệu. Rồi ai mình hợp với nhà hướng nam hoặc là muốn mua nhà ở liền thì liên hệ cho Nhân nhé, số điện thoại trên màn hình nha cả nhà. Hoặc là bên đây là đường D18. Cái khu trong này thì cũng nhà khá là nhiều. Và ở trong đây là cái giá hiện tại là nó rơi khoảng 10 triệu một mét. Thì Nhân có một cái lô như đây mình thấy là H2 53, bên kia là 55. Thì ở đây là lô này số 54, H2 54, diện tích là ngang 4m dài 16m. Thì cái giá là 620 triệu, là tính ra nó mới có khoảng 9 triệu mấy một mét vuông thôi. Bây giờ khách kẹt tiền đó, thì người ta bán lại cái giá nó rất là vừa phải để cho cả nhà mình. Thì bây giờ mình mua đầu tư cũng ok, hoặc là mình ở thì cái lô này là hướng Tây nha cả nhà, hướng chánh Tây luôn. Thì ai mình là hợp với là hướng Tây, thuộc Tây Tứ Trạch đó. Tây Tứ Trạch thì mình có là Tây Nam, Tây Bắc, hướng Tây và hướng Đông Bắc. Thì đây là một trong những cái hướng thuộc về Tây Tứ Trạch. Nhân nhắc lại là ngang 4 dài 16, cái giá là 620 triệu. Thì cái khách này đang đi công chứng rồi, thì nó khoảng 15 tới 20 ngày nữa là có sổ. Bây giờ mình cọc trước 50 triệu và mình sẽ chờ khi nào mà khách có sổ hồng rồi đó, thì lúc đó mình đi công chứng. Cho nên là nó rất là hay, nó rất là lợi thế cái chỗ là nếu như mình đầu tư thì bây giờ mình cọc 50 triệu thôi, còn lại 50 triệu thì mình có thể là còn lại số tiền kia mình đợi tới khi nào công chứng mình mới thanh toán. Còn trong cái thời gian mà mình đợi đó, nếu như mà mình có khách bán lại đó thì mình có quyền bán luôn. Nhà rất là nhiều rồi. Và lô đất khá là sạch đẹp, nó không có dướng gì, không dính cống, không dính cột điện gì hết. Và cái giá rất hợp lý nha cả nhà. Ở dài dài trong đây thì có mấy lô khách hàng gửi Nhân là hầu như là cái giá 650 hết, nhưng riêng có lô này 620. Rồi cả nhà mình ai mà hợp với cái lô nào thì cứ alo cho Nhân ha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại. Rồi cả nhà mình nhớ ai chưa nhấn nút đăng ký thì đăng ký cho Nhân, để mình có thể xem được những video sau, biết đâu có cái lô đất nào đó mà nó, hoặc là căn nhà đó nó hợp với cái vị trí và cái túi tiền của mình đó, thì mình có cứ gọi cho Nhân nha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.